HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vào tối qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ hai trên đất Oman. Chất lượng sân tập khá xấu ở buổi tập trước khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải di chuyển thêm 20 phút để có mặt sân tốt hơn. Tin vui cho chiến lược gia người Hàn Quốc là Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện bình thường. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam gây lo lắng khi bị đau ở cổ chân trong phần khởi động ở buổi tập đầu tiên. Dù mới trải qua thất bại đáng tiếc trước Trung Quốc, nhưng có thể thấy tinh thần của toàn đội đều rất tốt. Với sự quyết tâm cao, sẽ giành kết quả khả quan trong trận đấu tới. Sau trận thua thì thật ra cả đội cũng rất là tiếc nuối và buồn. Thì thầy Bác cũng chia sẻ thì động viên cho các anh em tâm lý thoải mái nhất. Và còn những trận phía trước thì cứ đặt quyết tâm cao và từng trận để kiếm những thành tích tốt nhất. Mong là mọi người ở nhà cũng như mọi fan mình thì đội tuyển thì phải luôn động viên và có cái tinh thần tốt nhất để ủng hộ đội tuyển. Mặc dù mọi người biết là vào trong này rất là khó khăn, nhưng mà luôn ủng hộ tụi em để tụi em có những cái tinh thần cao nhất và để cố gắng từng trận có điểm dành cho người hâm mộ. Vào tối nay, đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen sân Sultan Qaboos để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Thêm một thử thách trên hành trình hướng tới World Cup của đội tuyển Việt Nam. Thêm một trận đấu ở Trung Đông trước đội bóng Tây Á Oman. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang hướng tới những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đón xem và cổ vũ cho những niềm hy vọng của các chiến binh sao vàng vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 trực tiếp trên kênh SCTV 6.